Như vậy cái dự án lúc nãy chúng ta đang chuyển dữ liệu bằng cái này người ta gọi là data binding. Như vậy chuyển dữ liệu giữa model và view chúng ta đang xài là model. Thì bây giờ có một cách chuyển dữ liệu khác nữa, truyền dữ liệu, thì chúng ta sử dụng HTTP. Như vậy đối với lại phần serverless thì chủ yếu là chúng ta dùng HTTP. Qua Java 5 Spring Boot thì chúng ta mới vừa giới thiệu một cái khác là model. Và bây giờ chúng ta cũng có thể sử dụng lại HTTP select request response session và content giống y chang như Java 4 luôn. Như vậy để sử dụng được phần này thì các bạn sẽ cài thêm một cái nữa là Lambox. Đây, Lambox thì trong cái bài lớp 1 bài 3 giới thiệu cho các bạn là vào cái Lambox. Như vậy các bạn có thể search trên Google là Lambox download và thầy đã tải về cái Lambox và thầy chuyển cho các bạn trên group Zalo rồi. Sau khi các bạn có được cái Lambox, bạn để bất kỳ ở đâu, ví dụ như bài của thầy, thầy để ở trong phần download Lambox, thì các bạn sẽ vào cái CMD. Nếu như máy các bạn đang chạy quyền admin thì các bạn chỉ cần run cái CMD này là được. Còn nếu các bạn mà không có chạy quyền admin thì các bạn lấy chuột phải chọn run administrator để nó đảm bảo rằng nó cài đặt được cái ứng dụng vào máy của mình. Nếu máy các bạn mà nó không có quyền admin là nó không cài được nhé. Và các bạn phải chỉ đến cái đường dẫn mà mình đang chứa cái Lambox. Ví dụ như thầy ở đây trên download. Download thì đường dẫn của nó đây các bạn. Các bạn nhấn Ctrl C và các bạn chọn vô đây là CD, cách ra một cái đường dẫn. Các bạn chọn đúng cái đường dẫn. Đường dẫn của thầy nó sẽ là đây. Nó chỉ cái đường dẫn. Bạn sẽ click chuột phải lên đây đi, chọn property. Đây đường dẫn đây các bạn. Các bạn chọn đường dẫn ha. Nó phải xuyệt download nữa nha. Ctrl C thì nó mới đến đúng thư mục của mình được. Rồi mình CD xuyệt, nhấn phím tab hoặc là mình gõ chữ D, tab download ha. Ở đây các bạn thấy là thư mục đang hiện hành là System 32. Mình sẽ chọn là CD là chuyển đến thư mục download, tức là nó chứa Lambox của mình đó. Như vậy cái thư mục hiện hành của mình đã đổi chưa? Bây giờ mình thử có Lambox không? Dear, Enter. Trong thư viện trong cái thư mục của thầy quá trời thứ. Đây, Lambox.ja. Có cái file mình cần nè. Thì bạn đi ra bạn xem thử là cái thư mục của mình đang chứa ở đâu. Quan trọng nhất là bạn tải cái Lambox về bạn lưu ở chỗ nào. Thì bạn phải CD đến đúng cái đường dẫn đó. Được chưa? Và mình phải chắc rằng là trong cái thư mục mà mình đang hiện hành này nó có chứa cái file đó. Và các bạn sẽ gõ vô cho thầy là Java trừ ra, tức là giải nén cái file ra này ra. Và các bạn gõ vô là lambox.ja và Enter. Thầy đã giải nén rồi, cho nên thầy không Enter nữa. Còn các bạn chưa giải nén cái file này thì các bạn Enter để cho nó giải nén Lambox ra. Và nó sẽ mở lên một cái cửa sổ để các bạn cài đặt Lambox vào.
được chưa? Bạn phải đảm bảo rằng là cái file lambox.ja đang nằm trong thư mục nào đó là hiện hành mà bạn đang mở của thầy là nằm trong download. Được chưa? Sau khi mà các bạn cài xong thì nó yêu cầu các bạn cài và các bạn confirm để xác nhận là cài cái lambox vào. Cài lambox vào ha. Sau khi các bạn cài lambox xong thì chúng ta sẽ tạo ra một cái dự án mới. Và dự án này nó có khác hồi nãy tí xíu. Nó cấu hình phức tạp hơn. Cấu hình phức tạp hơn tí. Như vậy ở chỗ này thầy sẽ tạo ra một cái dự án. Đây. Rồi thầy chọn new. Một cái dự án mới cũng là Screen Starter Project. Lúc nãy chúng ta chọn ở đây slide 1 C2. Chỗ này thầy dấu trừ, thầy để là HTTP. Đó, để cho nó khác so với dự án lúc nãy. Vậy ở chỗ này thầy có gì khác? Next. Lúc nãy là thầy chỉ chọn một cái Spring Web thôi. Và bây giờ cái Spring Web là cái ở dưới này. Cái thứ hai, thầy muốn sử dụng HTTP Servlet Request Response Session, những cái mà liên quan đến HTTP đó, thì thầy sẽ chọn ở phía trên này, Developer Tool, trong đó nó có Lambox. Bạn phải chèn thêm cái Lambox này vào, mình mới xài được cái đó nhé, HTTP Servlet. Và cái dự án này của thầy nó khác với cái hồi nãy. Cái hồi nãy là thầy chỉ chọn cái Spring Web. Cái này thầy chọn thêm Lambox nữa. Khác ha. Next. Finish. Và dự án của thầy ở đây. Đây là cái mới nè. Đợi cho nó chạy nhé. Đợi cho nó chạy xong. Nó thêm đầy đủ thư viện. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu làm. Rồi chúng ta mở này ra. Cơ bản là giống như lúc nãy. Cơ bản là giống như lúc nãy. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái dependency cho nó. Trong phần dependency này, các bạn sẽ thêm một là cái dependency hồi nãy và cái thứ hai là lambox. Như vậy dependency của chúng ta nó sẽ thêm C2. Đó, dependency của chúng ta nó sẽ khác tí xíu. Nó thêm cái lambox vào. C2 dependency. Rồi, bây giờ mình thêm một cái template và mình thêm một cái nữa là lambox. Bạn sẽ cập nhật cái dự án lên. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng cấu hình. Thứ nhất là resource của chúng ta cũng mvc.view prefix. Chúng ta cũng để là web trừ inf, mặc dù chúng ta chưa làm nhưng mà chúng ta cứ để trước, tí nữa chúng ta tạo sau. Chấm suffix chấm gsb. Rồi ở bên cái phần sụp của chúng ta tạo thêm một folder mới. Folder của chúng ta là web
INF tạo thêm một folder nữa là view, giống lúc nãy ha. Và trong này chúng ta new một file CSV index. Rồi mình xem thử là đối với lại cái file chỗ này là người ta để là hello. Đây trong slide người ta để là hello. Và cấu trúc của cái file hello này có gì? Hello. Như vậy ở bên này thì nó cũng tương tự như vậy. Cũng là thông điệp mình gửi message qua request.setAttribute là quay trở lại giống Java 4 rồi đó. Rồi chỗ này là HTTP component là mình thêm cái phần này, bạn để là hello. Rồi ở chỗ này là request mapping y chang. Giống y chang như lúc nãy, không có gì khác cả. Nó khác cái gì? Nó khác gì ở đây? À mấy cái vàng vàng này nè. Mấy cái vàng vàng này là khác nè. Bạn thêm cái auto wire vô đây. Nó khác hồi nãy tí xíu chỗ này. Để mình sử dụng được cái HTTP. HTTP. Như vậy ở chỗ này thì thầy vẫn để là ví dụ như là H1. À, chỗ này thầy để là HTTP Serverless. Đó, mình sử dụng lại HTTP Serverless. H2 mình cũng đưa vô đây một cái message. Đưa một cái message. Và cái file của thầy là thầy để là index. Còn nếu muốn đổi lại để cho nó khác với hồi nãy thì chỗ này thầy sẽ đổi lại cho nó là hello luôn. Hello.jsp. Để cho nó khác với hồi nãy là index, bây giờ hello. Bây giờ ở bên cái phần package của chúng ta, chúng ta cũng tạo một cái package mới là controller. Trong controller này chúng ta sẽ tạo một cái file là my controller. Bạn tạo cái gì cũng được nhé, nhưng mà mình cứ tạo theo giống để cho nó dễ thực hành. Trong my controller này thì chúng ta cũng thêm cái gì nào? À, annotation controller. Thêm annotation controller. Rồi một cái nữa là annotation ở dưới là request mapping. Chỗ này là bạn để là URL PHP. Cái này nó không quan trọng chỗ này. Tại thời điểm này nó không quan trọng. Được chưa? Tại thời điểm này bạn để bé hoa cũng được. Nó chỉ là một cái đường dẫn để đi về đây thôi. URL.php nó chỉ là đường dẫn. Nó chỉ là một cái servlet để về đây thôi. Được chưa? Bạn muốn đặt cái gì cũng được cả. Cho nên ở chỗ này tương tự các bạn cũng sử dụng cho thầy là cái annotation là request mapping. Bạn muốn đặt cái gì chỗ này là tùy bạn. Ví dụ mình để là url.php. Bạn muốn đặt gì đặt nhé, không quan trọng. Và chúng ta cũng có một cái class là public string size hello. Rồi cái chữ say hello này bạn muốn đặt tên gì cũng được. Say hello là say hi hay là cái gì đó tùy mình muốn đặt gì đặt, không quan trọng. Chỗ này return gì? Hello. Rồi bây giờ ở bên trong này nè, mình muốn, nếu như mà mình chạy đơn giản như vậy thì không có gì để bàn cả.
khi chạy lên cái nó chạy cái file hello.jsp, nhưng mình muốn data bending, chuyển dữ liệu từ đây sang view. Như vậy ở chỗ này để chuyển dữ liệu thì lúc nãy thì chúng ta dùng model, thì bây giờ mình không dùng model nữa mà mình dùng một cái khác, là mình dùng auto write vô đây. Auto write thì trong chỗ này bạn sẽ thêm, bạn sẽ thêm cái gì? Nó có hai dạng hai dạng. Một là bạn sẽ dùng cái servlet content có cái tên là application. Rồi ở bên trong của cái class này nè, bên trong cái phương thức bạn để là http select, rồi http request, rồi http respond. Đúng không? Như vậy mình sẽ có 1, 2, 3, 4. Bạn đưa vô trong hoặc bạn đưa ra ngoài đều được cả. Chỗ này là bạn đưa cái session vào trong và respond request vào trong. Còn chỗ này đưa ra ngoài thì bên trong này không có một cái tham số nào cả. Nó sẽ có sự khác nhau tí xíu, nhưng mà mình đang làm cái cơ bản thì chỗ nào cũng được. Bây giờ mình đưa ra ngoài, tí nữa thầy đẩy hết vô trong xem thử nó có gì khác. Như vậy thì mình sẽ có bốn cái tham số. Thứ nhất là content, session, request và respond. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có cái thứ nhất là servlet content. Servlet content. Và chúng ta chọn nó là application. Cái này là chỉ là một cái tên biến thôi nha. Bạn muốn đặt cái gì cũng được cả. Rồi, select content. Rồi. Tiếp tục, mình cũng dùng cái auto white. Mình cái nữa là HTTP session. HTTP session. Thì bạn để là session. Rồi một cái nữa. HTTP servlet request. Chỗ này bạn sẽ dùng cái từ quen thuộc là request. Auto while HTTP servlet respond. Và bạn dùng cái từ quen thuộc là respond chấm phẩy. Rồi. Ở phía này thì các bạn sẽ dùng cái request chấm set attribute và message chúng ta đưa vào đây. Message và thông tin chúng ta muốn đưa vào thì chúng ta sẽ đưa thông điệp vào HTTP component. HTTP component. Ở chỗ này người ta đang dùng là get parameter họ tên.
thì ở bên cái file hello nó sẽ có một cái input, nó có một cái name là họ tên. Nhưng bây giờ tạm thời mình chưa đụng đến cái đó, từ từ mình set cái attribute trước đi. Rồi mình là url.php nhé. Stop. Ở đây mà bạn chạy là nó chạy cái cũ nha. À, C2 nó chạy cái cũ. Tại vì cái dự án này của mình mới vừa tạo, chưa chạy lần nào, cho nên nó chưa được đẩy vào cái chỗ này. Cho nên là bạn phải chạy ở đây một lần nữa nè. Run Spring Boot. Rồi bây giờ là nó đẩy vô đây rồi đó. Đã khởi động xong. Chỗ này của mình sẽ là gì? Tất nhiên là index là nó không có rồi nè. Tại vì cái server này, cái dự án này mình đâu có chạy đâu. Cho nên chỗ này mình sẽ là gì đó các bạn? url.php. url.php. url. Rồi để coi thì có xíu. Rồi chỗ này bạn thiếu một cái dấu xịt. À, đối với lại cái HTTP Serverless thì bạn phải có dấu xịt nó mới hiểu. Còn đối với lúc nãy mà cái phần model của chúng ta là không cần. Nó chỉ khác nhau tí xíu thôi. Rồi HTTP Serverless đó, dư chữ S. Rồi như vậy thì cái message của mình đã được chuyển qua. Được chưa? Như vậy chúng ta đã chuyển được cái dữ liệu qua. Rồi request get parameter. Get parameter. Như vậy ở chỗ này thì chúng ta đang có cái gì chỗ này ta? Input họ tên rồi gì đó đúng không? Đó. Nếu như vậy thì bạn có thể là dùng chỗ này là thay vì request thì bạn có thể là dùng get hoặc là respawn mapping để cho khi nào mà nó trả về thì nó sẽ về đây. Như vậy chúng ta đang sử dụng được cái HTTP Serverless. Đây là về phần slide. Vậy thì ở bên bài này người ta đang nói gì? Bạn sẽ sử dụng và bạn có username password, tức là bạn có cái form rồi đó. Yeah. Và giá trị cookie thì mình sẽ dùng đẩy cookie vào để lưu trữ HTTP, get cái cookie của nó để đẩy add cookie vào. Sử dụng các cái phương thức để get cookie, add cookie để biết được là cái server của mình chạy lên thì nó có username password, thì bạn có thể là đặt một cái username password mặc định để cho nó login đúng. Và nếu như login đúng thì lưu cái username đó lại vào cookie và sử dụng sign-out để xóa cookie đi, làm giống Java 4. Được không?
ha. Như vậy phần đó của chúng ta nó sẽ nằm trong buổi sau. Buổi này chúng ta đi đến đây là cũng đã khá tốt rồi. Buổi sau chúng ta thực hiện cái ý tưởng chỗ này nhé. Thứ nhất là các bạn sẽ có một cái form, trong đó có username, có password, có nút login. Và bạn sẽ cho một cái user, một cái password mặc định. Mình chưa có data, mình sẽ vô mình kiểm tra, ví dụ như là U1 password 123 là login đúng. Mà login đúng thì sẽ lưu cái user U1 đó lại vào cookie. Rồi thêm một cái nút nữa là sign out. Nếu mà bấm vô sign out thì vô xóa cookie đi và quay trở lại trang login. Đó là nội dung của bài số 3. Bài số 3 trong cái phần slide tiếp theo, buổi sau chúng ta sẽ làm. Rồi đến thời điểm này thì các bạn làm được cái phần slide là hướng dẫn cho các bạn sử dụng được cái HTTP Serverless Request. Còn nếu như các bạn áp dụng cái phần này thì y chang Java 4. Không có gì mới chỗ này cả. Java 4 mình làm sao thì chỗ này làm y chang. Rồi, bạn nào mà buổi hôm sau đã chạy được cái này thì chúng ta sẽ lên copy lên trên group và chúng ta lên đây chúng ta chạy để lấy điểm luôn. Còn nếu chưa chạy thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp.